là tình hình dịch bệnh của hôm nay như thế nào ha. Thì hôm nay đó ở Hồng Kông á là có khoảng không phải là có khoảng mà có 10.000 và 10 ca 10.000 và 10 ca nhiễm Covid-19 đó các bạn. Thì nghe đâu đó là sơ bộ đó là vượt mốc 20.000 ca. Đây là con số càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, càng ngày đi tìm đỉnh ha các bạn. Thì ngoài ra đó thì hôm nay có 47 người nhiễm Covid-19 đã từ trần ha các bạn. Ha, đã từ trần đã ra đi. Thì con số 47 người đã ra đi nè, thì cái tỷ lệ nó cũng khá là cao ha các bạn. Tỷ lệ cũng khá là cao. Thì bây giờ chúng ta có còn cách nào không nè? Thì tự mình phải bảo vệ cho chính mình ha, bảo vệ cho gia đình mình. Thì khi ra đường ha là phải đeo khẩu trang cho cẩn thận. Bây giờ thì mình thấy có những người người ta đeo luôn 2 chiếc khẩu trang ha các bạn. Thì ngoài ra chúng ta phải vệ sinh đôi tay ha. Ăn á hay là ăn á thì chúng ta mua đem về ha, hoặc là mua đem về cái văn phòng để mà ăn ha. Chứ mà ăn cái kiểu ở ngoài đường á các bạn thì dễ bị nhiễm ha. Bởi vì khi mà mở chiếc khẩu trang ra thì rất là nguy hiểm. Thì ngoài ra đó, chúng ta trước khi ăn thì phải rửa tay ha, hay là chúng ta tiếp xúc với cái gì đó đó thì chúng ta phải dùng cái dung dịch khử khuẩn để mà khử cái tay ha. Rồi khi mà đi về nhà, đi làm việc về nhà đó thì giày dép này kia đó thì chúng ta cũng phải cẩn thận, và tốt nhất á là chúng ta phải đi tắm rửa gội đầu cho sạch sẽ ha các bạn. Phải chịu khó như thế á thì nó giảm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu ha các bạn. Bây giờ cũng đâu biết làm sao đâu, nếu mà bệnh nhiều quá thì chúng ta gọi xe đi bệnh viện cũng rất là khó ha. Trong cái thời gian này, những người mà bị nhẹ đó thì chắc là điều trị ở nhà ha, chứ mà chỗ đâu mà cách ly cho hết. Thì ngọ thùng tài cá còn có tốn quả ha, cấm nhạch đó chào hải hớn còn dậu dắt màn lèn sập chúng kho chảnh sắm cuốn phai diêm ha chấm cho lèn ngồi chó bồ kho chảnh á chào chứa gì chó gì màn chúng cẩm lý co su một đó chào hài xin hài dịch lì dịch tó ha. Chá hay hơi quảnh có co tảng á, dịch lì dịch tó, dịch lì dịch tó, tố mì hoàng hàng co, tố mì con lọt ha. Cẩm đá trầu, cấm nhạch á, dậu, dậu si sập chất dành, hoàng bàn á, hoàng ní co sánh cuốn phai dìm dì hài lì xây kè. Cẩm đá trầu, ní co si sập chất tán á, ngọ chỉ kỹ con tắc tố hài tó kè, tố hài tó kè, cà bỉ lầy. Cẩm chầu ní co trình phong na chầu phí sàm lọt cuốn na cẩm chầu ngọ tỳ tiểm xuyên na chầu một bàn pha lá diêu chỉ kỹ chiêu cô chỉ kỹ diêu bủ bù phán chỉ kỹ ốc khỉ dành na cẩm ngọ tỳ bị miễn xuất cái ha bị miễn xuất cái suối diêu có trần gì đó ngọ tỳ xuyên xuất cái thùng mà xuất cái đó chầu trịch tôi diêu tai hảo chào dì cá nè dành tìm hai tay dắt con hảo chào dì hai tay lợn con hảo chào à cẩm lá chào hữu sĩ dậu dắt con ón xuyên cẩm á dắt con ón xuyên cẩm nếu ngoài ní chủng omicron nè khỏi cẩm diêm nè chào hay kiến con húng khi tôi hỏi gì lần nhận cẩm diêm mà hầm hay dì hay chip xúc miền tôi miền tả hát chi á dì cá hay hỏi gì hay húng khi tôi hỏi gì lẻn dẹ kìa cẩm nhẫn chào chào một bàn pha la ha cảm ơn nhiều mỗi giấc xuyên ngọ tì tiếp xúc có tiếng mập thảy mới về la ngọ tì hỏi gì dùng phán sảy sậu dịch và trẻ hay dùng phán có tí sảy sậu la sảy con chàng tươi sậu sự phàm chí xịn như sảy sậu phán cúng phong cúng chỗ trần xì phán út khỉ chào hài ngồi thu nhìn hầu đó chầu hài ngồi thù diêu chữ lị hữu la cẩm ngọ tỳ phán tố khỉ trời tại ít kiền sì diêu diêu sảy sậu la hồi chúng lượng sảy thầu la cẩm lá chầu hữu sì đó cảm xỉu chứ ngọ tỳ không hỏi gì chồ mắt dạ chứ hỏi gì cảm xỉu có ti
帶嗰啲菌翻屋企嚇，咁咧就感染咧就會少啲。咁咧就誒，而家我哋睇下我哋嗰、那個誒嗰、那個快測，睇下點先嚇。今晚 Sam 咧，文子哥摸嘅麥攞菜，嘅麥攞菜，真係文控哥俾。không có bị Covid-19 các bạn ha, vui thiệt là vui luôn. Là tại các thấy hả, ngõ hai mũ cẩm diêm sánh cuốn phải diêm kè chắn này hổ hối xâm gà cẩm lá chầu hối xâm tắt giấc giật chầu tò chầu giấc giật ha. Bây giờ mình chỉ vui được ngày nào thì hai ngày đó thôi các bạn. Bây giờ đó Covid tùm lum tùm la mà còn lại có chiến tranh giữa Nga với lại với Nga với lại Ukraine nữa. Bây giờ mình có thể ngủ ngon ha các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon ha. Chủ thẩu tài cá chủ thẩu hay là cọt quẩy mạn ó. Bye bye.